Xin chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến trúc HCG. Hôm nay thì Cường với quý vị các bạn sẽ cùng nhau trải nghiệm một cái không gian, một cái ngôi nhà vườn mái Nhật mà bên mình đang tư vấn thiết kế cho nhà anh Vũ Văn Khiệp ở thị trấn Crong Năng, huyện Crong Năng, tỉnh Đắk Lắk nhé quý vị các bạn nhé. Trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hình thức công trình, về giải pháp không gian và hồ sơ bản vẽ để cho quý vị các bạn có thể là nắm bắt được và áp dụng trực tiếp vào trong cái khuôn viên, trong cái công trình của quý vị các bạn. Trước khi đi vào video này, bạn nào mà chưa đăng ký kênh Kiến trúc HCG thì dưới góc phải màn hình có nút đăng ký. Cường xin mời quý vị các bạn là hãy nhấn nút đăng ký kênh, nhấn vào chuông để mỗi khi mà bên mình xuất bản video thì quý vị và các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được nhanh nhất, phải không ạ? Cường xin cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều về điều đó. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về hình thức công trình cũng như là cái giải pháp, cái mong muốn, cái nhu cầu của nhà anh Vũ Văn Hiệp. Anh Thiệp đang mong muốn cái công trình lần này là bao gồm có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp và 1 phòng thờ như quý vị bạn nhé. Có một cái khoảng không gian để anh để được xe ô tô và có khu vực sân ướt vì là một cái công trình nhà vườn ở vùng quê như quý vị các bạn nhé. Công trình lần này thì có cái tổng diện tích sử dụng là bằng 154 m², trong đó thì chúng ta sẽ có là phòng khách là được 33 m², phòng bếp là được 18,8 m² và phòng thờ là được 12 m². Các phòng ngủ thì đều được từ 17,5 m² đổ lên. Nên quý vị các bạn nhé, thì đấy là những cái sơ bộ qua về cái công trình để cho quý vị các bạn có thể nắm bắt được. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về hình thức công trình. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm 3D để Cường sẽ chia sẻ cho quý vị các bạn để các bạn sẽ dễ dàng hình dung hơn nữa nhé các bạn nhé. Trên màn hình của quý vị các bạn đây, đó chính là cái phối cảnh góc công trình. Cái phối cảnh góc công trình lần này thì quý vị và các bạn có thể thấy được rằng công trình lần này là công trình biệt thự vườn mái Nhật, được thiết kế theo cái phong cách kiến trúc là hiện đại với những đường nét gờ phào chỉ rất là nhẹ nhàng, được nhấn nhá ở diềm phần mái. Và cái mái ngói này là chảy trực tiếp ra bên ngoài nhé quý vị các bạn nhé. Công trình thì được bên mình sử dụng 2 tông màu chính. Đây là tông màu ghi kết hợp với lại màu nâu và màu trắng. Đó, cái tông màu trắng và màu ghi này này, nó làm cho cái công trình nó rất là nổi và rất là bền với thời gian. Điểm nhấn ở đây đó chính là các cái tông màu nâu đậm nha quý vị các bạn nhé. Đây là màu cà phê. Đó, và kết hợp với đó là những cái đường chỉ thẳng của công trình, nó làm cho công trình nó nhẹ nhàng hơn, thanh thoát hơn nha quý vị các bạn. Thêm vào đây đó chính là các cái điểm nhấn ở các cái khuôn cửa, cho cái công trình nó sẽ mềm mại. Và lối lên của công trình thì là bên mình đang thiết kế là 3-5 bậc như quý vị các bạn nhé. Đây là cái phần mái sảnh là cao khoảng tầm 3m3. Và mái chính là bên mình đang thiết kế là dưới đáy trần mái này là cao 3m9. Còn trên mái này thì là 4m nhé quý vị các bạn nhé. Thì đấy là cái phần tổng quan về phần hình thức công trình. Quý vị các bạn hãy cùng Cường xem cái phần mặt đứng công trình. Trên mặt đứng công trình này thì chúng ta sẽ có thêm một cái khoang ở bên ngoài này. Đây chính là khoang để anh đặt con xe ô tô của anh. Cũng như là chúng ta sẽ lùi sâu vào, chúng ta đặt cái ô tô ở đây. Thì phần này chúng ta sẽ đổ bê tông như quý vị các bạn nhé. Và chúng ta sẽ sử dụng một cái cột ở đây. Về cái cột cũng như cái sảnh của công trình thì công trình lần này cái cột thì bên mình sẽ làm nó vừa tầm thôi, chứ nó không to quá. Và cái sảnh nó rất là rộng và bay, nó làm cho cái công trình nó có cảm giác là bề thế và sang trọng như quý vị các bạn nhé. Về hồ lô thì bên mình đang đặt là 2 cái bên trên. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau xem các cái phối cảnh góc công trình để các bạn nào sau này làm phần ngói thì các bạn có thể dễ dàng hình dung. Nhiều gia chủ sẽ không biết cách tính cái phần ngói, thì trong các video sau Cường sẽ chia sẻ cho các bạn, hoặc là video này thì các bạn có thể xem ở cái phần gần cuối, Cường sẽ chia sẻ cho các bạn về cách cái tính cái phần mái ngói này. Nó rất là đơn giản thôi nhưng mà các bạn sẽ làm được ngay nhé các bạn nhé. Tất cả các cái phần các phòng thì đều có cửa. Cửa thì lần này bên mình đang thiết kế chủ yếu ở đây đó chính là cửa gỗ và điểm đấy là pano kính nha quý vị các bạn nhé, làm cho cái công trình thì vẫn có cái ánh sáng đi vào bên trong cái khuôn viên của ngôi nhà. Đấy là tổng quan về cái phần hình thức. Đây là cái phần đằng sau, là cái phần lồi lên. Đằng sau thì là bên mình cũng để tách nước cũng như là bình năng lượng. Và có một cái khoảng sân ướt để cho anh có thể là để cái phần máy giặt hay là một con gà con qué và phơi quần áo ở bên ngoài. Đấy là về tổng quan về cái hình thức công trình của nhà anh. Còn đây chính là cái dạng mái Nhật mà công trình lần này bên mình đang làm. Thì trên cái dạng mái này thì chúng ta sẽ có các cái hệ mái đó,
thì một cái kinh nghiệm nhỏ luôn để chia sẻ cho các bạn, để các bạn biết là trên cái hệ máy như thế này là dạng máy hình chữ L và đây là máy trước, thì để chia được cái máy này ra ấy, thì các bạn sẽ vẽ ở trên cái diện mặt bằng. Đây là trên cái diện mặt bằng này, các bạn hãy chọn cái mặt bằng to nhất để các bạn vẽ. Thì cái góc ở giữa cái đoạn này này thì chúng ta chia cái đoạn này ra, đây là cái góc vuông, thì chúng ta chia cái đoạn này ra là bằng 45 độ. Đó, các bạn hình dung được không ạ? Và đây cũng là 45 độ. Thế khi mà các cái cạnh 45 độ này nó khớp vào đoạn nào thì đây chính là cái tâm, cái điểm đầu tiên của cái nóc này. Tiếp theo này, đến cái đoạn này này, chúng ta chia trên mặt bằng nhé. Đây là Cường đang nói ở trên cái phối cảnh cho các bạn dễ hình dung, vì nhiều bạn sẽ không biết cách tính cái phần mái đâu. Chia cái đoạn này ra này, chúng ta sẽ lấy góc này là 45 độ, góc này là 45 độ. Trên mặt bằng thì chúng ta sẽ kéo thẳng đây, thì chúng ta sẽ được một cái góc tiếp theo. Nối điểm từ điểm mà đây là Cường gọi là điểm A đến điểm B, và chúng ta nối thêm một đường thẳng đến đây, thì chúng ta sẽ có được cái điểm giao nhau, và đây chính là cái nóc của ngôi nhà. Tiếp theo, đối với cái cạnh này cũng vậy nhé các bạn nhé. Các bạn chia 45, chia 45, chia đôi, 45, 45, và đây được một góc. Kéo đoạn này thẳng từ đây ra đây thì chúng ta sẽ có được là cái một khoảng của cái công trình lần này. Tất cả các cái cạnh của công trình thì đều phải được song song với nhau, cạnh này phải song song với cạnh này và song song với cạnh này. Tất cả các cái cạnh của cái vỉ kèo chéo là đều phải song song với nhau nhé các bạn nhé. Thì đây chính là vỉ kèo kèo chéo 1 phải song song với kèo chéo 2, chéo 3. Thì đấy là cái cách mà để chúng ta chia cái phần mái ngói. Thế còn chiều cao của cái đoạn này này thì sẽ là bằng Cường sẽ mô phỏng đây là cái tam giác. Đó, thì các bạn chỉ lấy cái đoạn từ đây đến đây, chia đôi cái mái này ra từ đoạn này L này nhân với lại tang của 28 độ là các bạn ra được cái chiều cao của các cái phần mái ngói này, cái phần mái ngói này nhé các bạn nhé. Đấy là cái cách mà chúng ta tính toán cái phần mái nhật làm sao cho nó nhanh, nó hiệu quả. Mà Cường đang chia sẻ cho các bạn là mình chỉ chia sẻ trên mô hình và mình nói như vậy. Thế còn Cường đã có rất nhiều các video chia sẻ về phần này rồi. Đó, để cho quý vị các bạn nhớ lại thôi nhé các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cái phối cảnh, cái mặt bằng, cái công năng của cái công trình để cho các bạn là dễ dàng hình dung ra hơn. Thì đây chính là cái hình ảnh mà bên mình đang render ra. Đó, thì đây chính là cái khu vực phòng khách rất là rộng rãi, đây là khu vực phòng thờ, 3 phòng ngủ và phòng bếp. Cường xin mời các bạn hãy cùng Cường xem cái phần 3D đi để chúng ta sẽ hình dung cái công trình nó dễ dàng hơn cho các bạn. Chứ còn nếu mà chúng ta xem ở trên này thì chúng ta sẽ hơi khó nhìn nha các bạn nhé. Trên màn hình của quý vị các bạn đây, đó chính là cái công trình của bên mình đang thiết kế. Thì kiến trúc sư sẽ sử dụng một cái phần mềm chuyên dụng của bên mình để thiết kế cái công trình lần này. Cũng như là khi mà làm việc thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm này để chúng ta nói chuyện với nhau, để chúng ta cũng sẽ dễ dàng hình dung ra hơn. Và đây là cái công trình với những cái đường nét G phào chỉ cột, các bạn có thể là xem ở trên 3D này, các bạn sẽ dễ dàng là nhìn được nhé các bạn nhé. Bậc thang bậc lên này này thì là bên mình đang sử dụng ở đây, đó chính là đá bên dưới này là đá vân mây màu trắng, nó sẽ làm nổi cái công trình lên rất là nhiều. Phần bên trên mặt bậc thì là chúng ta nên sử dụng ở đây, đó chính là đá màu đen. Các bạn có thể sử dụng marble hoặc là granite, kim sa, hạt nhỏ hoặc là hạt chung. Đó, thế còn là phần bên dưới này thì các bạn nên ốp đá. Đấy, thì tại sao chúng ta ốp đá thì các bạn biết rồi. Ốp đá thì nó sẽ làm cho cái công trình của chúng ta nó sẽ được bảo vệ. Và rồi cái thứ hai nữa là khi bị không bị thấm mốc trực tiếp lên trên cái công trình của quý vị các bạn, và làm cho cái ngôi nhà của chúng ta nó đẹp hơn, bền hơn. Đó, tiếp theo thì bên trên này chúng ta cũng nên sử dụng là ốp đá trắng. Đó, rồi khi mà chúng ta ốp một giải đá trắng như thế này này, nó sẽ là tạo ra một cái sự đồng điệu giữa cái phào ở bên dưới cũng như là cái phào bên trên công trình, và nó làm cho cái công trình nó giống như một cái thanh thoát hơn, nó đẹp hơn rất là nhiều nhé các bạn nhé. Ở đây chính là cái hệ mái như lúc nãy Cường đã chia sẻ với các bạn rồi, nó rất là dễ đúng không ạ. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bên trong cái không gian để cho các bạn dễ dàng hình dung ra hơn. Đây chính là cái tổng quan công trình, đây chính là cái khu vực để xe, lối lên và sảnh. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái khu vực phòng khách. Phòng khách mà tính từ đoạn này đổ lại này thì chúng ta sẽ được khoảng tầm 35m2 nhé các bạn nhé. Đó, 35m2 rất là rộng. Và đây chính là khu vực phòng thờ. Ở phần bên góc bên này thì nó được phòng thờ này được là 12m2. Thì tùy thuộc vào cái hướng của gia chủ cũng như là cái xem khi mà chúng ta làm ngôi nhà
Thì có những người mà theo cái Tây Tứ Trạch thì chúng ta sẽ quay về hướng Tây. Thế còn những người thuộc về Đông Tứ Trạch thì chúng ta sẽ quay về phía hướng Đông. Hoặc là có nhiều thuyết thì chúng ta sẽ quay trực tiếp ra theo cái hướng nhà nhé các bạn nhé. Thế còn là trong cái phong thủy mà theo cái Tây Tứ Mệnh hay là Đông Tứ Mệnh thì chúng ta sẽ thường quay về cái hướng tốt của chúng ta. Và trên cái khu vực khoang thờ này thì chúng ta sẽ có thêm những cái lỗ để bật cái quạt hút mùi cho cái mùi công trình nó hết đi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến cái khu vực phòng ngủ. Công trình lần này thì bên mình thiết kế cửa toàn bộ là gỗ nhé các bạn nhé. Thì cái cửa phòng ngủ này này thì chúng ta sẽ mở ở phần đầu đồ hồi đầu giường để làm sao để cho có khoảng không gian đi lại. Thứ hai nữa là chúng ta có cái phòng nó sáng, nó điều hòa được cái khí ở trong cái phòng. Nhiều bạn thì sẽ rất là kỵ cái cửa mà đối nhau. Nhưng mà trên thực tế thì là chúng ta sẽ không phải lo ngại gì về cái vấn đề này. Họ sợ là khi mà cửa đối nhau thì là sẽ gây ra cãi vã như quý vị các bạn nhé. Thế nhưng mà điều đó sẽ không phải. Gia đình thuận hòa thì nó không phải nguyên nhân chung, nó không phải là do cái cửa đâu nha các bạn nhé. Đấy là cái mà các bạn cần phải xem xét để tính toán sao cho nó phù hợp. Thế còn là đối với là cái cửa vệ sinh này thì tuyệt đối chúng ta sẽ không được là mở đối diện với lại cái cửa chính đó. Thế còn cửa chính đối nhau thì vẫn được. Thế còn là đối với lại cái phòng vệ sinh này nhỏ thôi, được 3.2m² các bạn nhé. Còn đây chính là khu vực phòng ngủ 02. Phòng ngủ 02 này cũng được là 16m². Đây là phòng ngủ 03 là được 19m². Đây chúng ta sẽ làm một cái lam này để che cái phần cửa này đi, cũng như là để cho cái phòng này nó thoáng hơn. Và phòng bếp thì là bên mình đang thiết kế là bằng 19m². Đấy là về tổng quan cái công trình của nhà anh Vũ Văn Thiệp ở thị trấn Đắk Cờ Rông, huyện Đắk Cờ Rông, tỉnh Đắk Lắk. Thế còn trên cái phần bản vẽ thì có rất là nhiều các bản vẽ khác nhau. Nó rơi vào khoảng tầm hồ sơ bản vẽ này này là nó sẽ rơi vào khoảng tầm gần 100 bản vẽ nhé quý vị các bạn nhé. Đấy, thế còn là trên cái phần bản vẽ mặt bằng thì chúng ta sẽ có các cái phần kích thước như thế này. Chiều rộng của công trình đang là bằng 12.6, chiều sâu tính từ phần này lại là đang là bằng 13.6, còn tính cả sảnh là bằng 17m nhé các bạn nhé. Các bạn có thể chụp lại cái màn hình để áp dụng cho ngôi nhà nhà mình. Và bạn nào cần cái bộ hồ sơ này thì chúng ta sẽ liên hệ với Cường. Còn trên mà đây, bây giờ thì Cường cũng xin phép là sẽ kết thúc cái video này tại đây. Thì Cường sẽ chia sẻ cho quý vị các bạn về một đoạn về cái bộ hồ sơ cái công trình của nhà anh Vũ Văn Thiệp này. Là Cường sẽ gửi về cho anh là hai bộ hồ sơ. Thì tất cả các cái công trình của kiến trúc HCG mà tính từ tháng 8 tới đây thì sẽ được có mã khách hàng để chúng ta sẽ tra trực tiếp cái công trình của bên mình ở trên tại website kiến trúc hcg.com nhé quý vị các bạn nhé. Chúng ta sẽ tra trực tiếp cái mã công trình ở trên website của bên mình và chúng ta sẽ biết được cái đầu mục công việc của chúng ta, cái tiến độ công trình của chúng ta đang làm đến đâu. Và tiếp theo nữa đó chính là kiến trúc sư nào là người triển khai cái công trình của các bạn. Thì tất cả nó sẽ có cái mã khách hàng và các bạn chỉ cần là tra cái mã khách hàng đấy ở trên kênh website của bên mình để chúng ta biết được. Thì tất cả các công trình từ tháng 8 năm 2022 sẽ được chuẩn hóa toàn bộ ở trên các nền tảng website để cho quý vị các bạn là dễ dàng hình dung hơn. Và thứ hai nữa là chúng ta làm việc online rất là nhiều. Các công trình mà chúng ta làm việc online cho năm 2023, các bạn làm bên nước ngoài thì các bạn mới biết được cái chất lượng công trình cũng như là biết cái bộ hồ sơ của chúng ta bao gồm những gì, giai đoạn nào chúng ta làm. Và tất cả cái này thì đều được niêm yết đến mã khách hàng ở trên website kiến trúc hcg.com nha các bạn nhé. Còn bây giờ thì Cường xin phép kết thúc video tại đây. Cường xin chúc quý vị các bạn là luôn luôn mạnh khỏe, an lành, luôn đạt được cái mục tiêu của mình trong cuộc sống. Và tới đây thì quý vị các bạn là có được một cái công trình đẹp mà như là mơ ước của mình. Cường cũng xin mời các bạn là hãy xem video của bên mình vào lúc 20 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Kiến trúc HCG. Xin chào lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo.